Giữa scandal sùm của con trai, bố Trường Giang gọi điện nói đúng một câu, nam em nghe xong thì phát điên. Lùm xùm nam em công khai có tình cảm với Trường Giang, được báo chí quan tâm trong suốt mấy ngày qua, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong những ngày vừa qua, việc nam em công khai có tình cảm với nam danh hài Trường Giang đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo như người đẹp chia sẻ, thì hai người có khoảng thời gian một tháng rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên hiện tại thì đã không còn liên lạc với nhau nữa. Trong khoảng thời gian đẹp đẽ mà nam em không thể quên ấy, Trường Giang còn tặng cô hai món quà, đó là chiếc bánh sinh nhật và hai hũ kim chi củ kiệu. Nhắc tới kim chi củ kiệu, mới đây anh trai của Trường Giang cũng mới đăng đàn Facebook kể về đoạn đối thoại giữa anh và bố. Cụ thể, bố ruột gọi điện cho anh trai Trường Giang và vặn hỏi củ kiệu nhà mình ngon hay sao mà báo đăng nhiều vậy. Tất nhiên ai đọc xong cũng hiểu điều mà bố Trường Giang nói tới ngay lúc này là gì. Đáp lại, anh trai của danh hài cho biết là củ kiệu ngon, nhưng lần sau tặng thì chỉ tặng nam không tặng nữ. Xem ra anh trai của Trường Giang cũng tếu táo và hài hước không kém em trai. Qua đó có thể thấy, gia đình của Trường Giang cũng đang cảm thấy bị làm phiền và không muốn liên quan đến phụ nữ nữa. Dưới phần bình luận, anh trai Trường Giang còn nói rằng củ kiệu sản xuất hàng loạt vào quanh năm. Hơn nữa cũng có nhiều người vào bình luận rằng đã ăn hết món dưa củ kiệu mà được Trường Giang tặng từ Tết rồi. Có vẻ như món quà này được tặng hàng loạt, không chỉ riêng cho mình nam em. Đoạn đối thoại của bố Trường Giang với anh trai được thuật lại. Hũ củ kiệu mà quán của Trường Giang tặng cho nhiều người, không chỉ riêng nam em. Có người hỏi anh trai, đồng thời là quản lý của Trường Giang đã giải quyết xong chưa, thì anh trả lời rằng có gì đâu mà giải quyết. Anh trai Trường Giang cho biết món ăn đó sản xuất hàng loạt và quanh năm. Ai cũng hiểu chuyện và cười rất sảng khoái. Bố Trường Giang ở quê nhưng cũng cập nhật thông tin khá nhanh. Ông từng chính thức thừa nhận Nhã Phương và Trường Giang yêu nhau và đã về ra mắt. Nhã Phương từng về nhà Trường Giang chơi vài lần, còn Trường Giang thì thường xuyên gặp gỡ gia đình Nhã Phương. Trường Giang còn mới mua một biệt thự sang trọng bên bờ biển. Nam em mà đọc được status của anh trai Trường Giang chắc chỉ có tăng xong. Tháp tùng Trường Giang đi Mỹ, ngày trở về Nhã Phương lẻ loi thế này. Đi lưu diễn cùng bạn trai Trường Giang, nhưng Nhã Phương lại xuất hiện lẻ bóng tại sân bay. Vài ngày qua, loạt tên Trường Giang Nhã Phương nam em xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Mọi thứ xuất phát từ lúc nam em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài. Cả hai đã có khoảng thời gian mà theo cô là rất hạnh phúc. Chẳng những thế, cô cảm thấy như nghiện Trường Giang và luôn muốn gặp anh. Người đầu tiên cô nhắn tin trong ngày là anh và người cuối cùng cũng là anh. Đứng trước sự việc này, khán giả rất mong muốn được biết phản ứng của Nhã Phương sẽ ra sao. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn im lặng và chỉ chia sẻ hình ảnh tươi tắn của mình ở Mỹ. Chiều 21 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của người đẹp tại sân bay. Được biết, Nhã Phương đã trở về sau chuyến lưu diễn cùng Trường Giang, đặc biệt đi cùng với người yêu, nhưng diễn viên tuổi thanh xuân lại lẻ bóng khi về nước. Nhã Phương bị mọi người phát hiện vào tối 20 tháng 3 tại sân bay với khá nhiều hành lý. Cô đội nón, mang khẩu trang che kín để tránh sự chú ý của mọi người. Trước những thắc mắc về chuyện Nhã Phương về nước một mình, từ phía quản lý của cô cho hay, Phương nói với tôi là đã về tới Việt Nam vào ngày 20 tháng 3, còn việc cô ấy về một mình hay đi với ai, những chuyện gần đây như thế nào tôi cũng không hỏi rõ vì đó là chuyện riêng của Phương. Đáng ra nữ diễn viên đã về sớm hơn, nhưng do tình hình thời tiết không được suôn sẻ cho mấy nên cô quyết định nán lại Mỹ thêm vài ngày. Dù không tham gia vào các show diễn, nhưng Nhã Phương vẫn dành gần một tháng để tháp tùng Trường Giang. Hình ảnh ngọt ngào của họ tại Mỹ cũng được mọi người cập nhật liên tục. Chẳng nói lời nào trước ồn ào tình cảm của bạn trai, Nhã Phương cũng bị chỉ trích, lần thứ ba bị lừa là ngu. Không phải Trường Giang hay nam em, người được cho là đang chịu nhiều tổn thương nhất chính là Nhã Phương, lại bị đổ tội. Ồn ào tình cảm giữa nam em và Trường Giang vẫn là tâm điểm tranh cãi trong dư luận. Rất nhiều nghệ sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước ồn ào của đồng nghiệp. Nhiều ý kiến phê phán nam em vì làm người thứ ba, chen ngang mối quan hệ khác, ném đá Trường Giang vì thối lăng nhăng. Thì mới đây, người được cho là đang chịu nhiều tổn thương là Nhã Phương cũng bị chỉ trích. Người đi ngược với dư luận là người mẫu Khánh My.
không nhắc đến Trường Giang hay Nam Em. Cô ẩn ý trách móc Nhã Phương vì cô đã chịu đựng, duy trì mối quan hệ với một người đàn ông đào hoa và bản tính lăng nhăng. Theo đó, cô không đồng tình việc người bị cắm sừng, bị đáng thương trong mối tình tay ba. Một lần bị lừa là xui, lần thứ hai bị lừa là dại, lần thứ ba bị lừa là ngu. Hay bị nghiện cảm giác bị lừa, Khánh My viết, thậm chí cô còn bày tỏ quan điểm. Khi đàn ông ngoại tình nhiều lần, tha thứ đồng nghĩa dung túng, tiếp tay cho người đàn ông đó tiếp tục đi thả thính. Đông đưa với nhiều cô gái khác nữa, con gái ai cũng muốn danh chính ngôn thuận, trở thành người yêu duy nhất của người đàn ông họ yêu, không ai muốn làm vai phụ trong mối tình tay ba để bị nguyền rủa. Cuối cùng Khánh My đưa ra lời khuyên đối với những cô gái bị người yêu lừa dối. Nói chung tất cả là do mình, dám yêu thì dám chịu, có bản lĩnh yêu thì có bản lĩnh xử người yêu khi có lỗi. Một là bên nhau, người đó phải thay đổi, hai là chấm dứt, thà đau một lần rồi thôi nha các nàng. Đâu chỉ Nam Em, diễn với ai Trường Giang cũng thân mật ôm hôn. Nam danh hài Trường Giang thường xuyên chủ động ôm hôn các bạn diễn viên nữ trong các tiểu phẩm hài. Dù biết trước thói quen của chàng hề xứ Quảng khi nhập vai, nhưng các nữ diễn viên vẫn không thể nào tránh được. Trường Giang hẹn hò Nhã Phương được 3 năm. Dù đã có bạn gái, nhưng nam danh hài vẫn có thói quen đụng chạm các bạn diễn nữ như Kim Tuyến, Vân Trang. Trông ơn rồi cậu đây rồi, Trường Giang khiến Kim Tuyến bối rối với những hành động ôm hôn. Cũng trông ơn rồi cậu đây rồi, khi diễn chung với Vân Trang, Trường Giang chủ động ôm bạn diễn nữ. Khay Thi Uyên cũng là khách mời của Ơn Rời Cậu Đây Rồi mà vẫn bị Trường Giang đẩy vào tình huống phải hôn. Tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Trường Giang liên tục bị nhắc nhở vì ôm hôn bạn diễn. Làm khách mời Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Mai Hồ không thể tránh được những phân cảnh Trường Giang đòi ôm. Trường Giang có thói quen ôm hôn với bạn diễn nữ trên sóng truyền hình. Chàng hề xứ Quảng ôm chặt Băng Di khi cả hai đóng vai hai mẹ con. Trường Giang hôn má Giang Hồng Ngọc trong live show của mình. Dù bạn gái Nhã Phương ngồi ở hàng ghế khán giả, Trường Giang không ngừng ngại bế bổng Giang Hồng Ngọc sau khi kết thúc một tiểu phẩm. Trường Giang thường xuyên bị Việt Hương trêu lợi dụng vai diễn để được ôm các bạn diễn nữ xinh đẹp. Gần đây Nam Em bất ngờ tiết lộ từng có cuộc tình chớp nhoáng với Trường Giang. Các Phượng nói gì khi biết Nam Em từng rung động với chồng mình là Kiều Minh Tuấn? Diễn viên Các Phượng đã lên tiếng khi biết Nam Em cũng từng rung động với chồng của cô là Kiều Minh Tuấn khi tham gia diễn xuất chung trong một bộ phim. Những ngày vừa qua, cái tên Nam Em vô cùng hot trên mạng xã hội. Câu chuyện cô yêu đến mê mẩn Trường Giang đã khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều sao Việt cho rằng Nam Em đáng thương, nhưng cũng có các ý kiến lên tiếng chỉ trích Nam Em xen vào cuộc tình của Trường Giang và Nhã Phương. Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn phát hiện ra một tình tiết thú vị hơn. Sau khi bị sốc vì Trường Giang cầu hôn Nhã Phương, thì trong buổi ra mắt phim Tết 7980, Nam Em tiết lộ cô thực sự rung động trước Kiều Minh Tuấn. Sau những cảnh quay tình tứ cùng nam diễn viên trên phim trường, cô đã thao thức đến mức đêm không ngủ được. Khi một cư dân mạng hỏi diễn viên Các Phượng, trời ơi, hết rung động Trường Giang, giờ lại qua Kiều Minh Tuấn, vụ này chị Các có ý kiến gì không nè? Ngay lập tức, vợ của Kiều Minh Tuấn lên tiếng chia sẻ, trái tim còn rung thì cứ động đi bạn, ý kiến của Các là hãy yêu khi trái tim vẫn còn đập. Các Phượng chia sẻ suy nghĩ khi biết Nam Em từng rung động với chồng mình là nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Mặc dù có phản ứng khá bình thản về việc Nam Em rung động Kiều Minh Tuấn, nhưng Các Phượng lại không đồng tình với cách làm của người đẹp này khi lên tiếng kể về chuyện yêu Trường Giang. Thiệt là chẳng ra gì, tôi là tôi không thích cái vụ này rồi ngang. Có nói ra, nói vô gì, mình cũng vẫn là con gái, khôn nhờ dạy chịu, lên đây than thở hay trách móc thì được bao nhiêu người hiểu đây, nữ diễn viên chia sẻ về vụ việc. Trước đó, Các Phượng cũng không thích việc Nam Em lên báo kể lể chuyện yêu Trường Giang. Người yêu đồng tính của chị gái treo status tung bằng chứng vạch mặt Nam Em nói dối, càng nói càng sai. Dù là người thân thiết trong nhà, nhưng họ cũng không đồng tình với cách cư xử của Nam Em. Mấy ngày qua, showbiz Việt ồn ào náo nhiệt bởi câu chuyện của top 8 Hoa hậu Trái đất Nguyễn Lệ Nam Em. Người đẹp này bất ngờ khóc hết nước mắt,
kể buồn kể khổ rằng cô từng yêu mê mệt nam danh hài Trường Giang, hơn nữa còn được anh quan tâm hẹn hò. Sau đó lại bị rũ bỏ phủ phàng, một loạt những người chẳng mấy liên quan cũng bị người đẹp đưa vào câu chuyện tình lâm ly bi đát. Ai cũng rõ Trường Giang chỉ công khai Nhã Phương là bạn gái chính thức, thậm chí đã cầu hôn. Hành động này của nam em liên tục khiến cô hứng chịu bố rìu dư luận, cho rằng nam em mượn cớ để PR sản phẩm mới, đánh bóng tên tuổi, làm tổn thương Nhã Phương, còn người đẹp lại một mực khẳng định tình cảm của cô là chân thật. Nam em kể cô quen Trường Giang trong một series truyền hình dài tập. Người đẹp nói, tôi thương anh tới mức độ một ngày không gặp là thấy bế tắc, tôi nhớ anh như cơn nghiện thuốc, kìm xuống rất khó, tôi có thể chết vì anh ấy. Liên quan đến câu chuyện của nam em, nhiều sao Việt cũng lần lượt bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách ứng xử của cô, chỉ trích người đẹp không ăn được thì đạp đổ, biết Trường Giang có người yêu rồi cứ nhào vào, và gần đây nhất, người thân thiết hiểu câu chuyện trong nhà của nam em đã bất ngờ lên tiếng tố cáo nam em giả dối, đó là Nguyễn Huỳnh Bảo Thi, người yêu đồng tính của chị gái ruột nam em. Bảo Thi cho rằng nam em càng nói càng sai. Cụ thể Bảo Thi viết, chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu chứ đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bà Tửng nhà tôi cũng lớn lên với chuồng heo mà đâu chọn con đường làm giàu nhanh. Bà Tửng nhà tôi trầm cảm không phải dạng nhẹ, nhiều đêm còn phải dùng bia mới có thể ngủ được, nhưng cũng đâu mất khả năng kiểm soát, lời nói và hành động. Bà Tửng nhà tôi cũng bị mọi người khinh rẻ, mà trong đó có cả bạn mà. Tôi không định nói đâu, nhưng khi bạn nói bạn mở nhà hàng là để Tửng với mẹ có việc làm, tôi thấy bạn không nói sự thật. Bạn không nhớ là bạn đã tuyên bố từ mặt Tửng rồi hay sao? Càng nói càng sai, nên đừng nên nói nữa để mọi chuyện qua đi. Hiện tại dòng trạng thái này đã để chế độ riêng tư. Bảo Thi cũng không coi nam em là người nhà. Theo chia sẻ của Bảo Thi, nam em hiện tại cũng từ mặt chị gái Nguyễn Lệ Nam. Trong khi nam em lùm xùm với Trường Giang thì Lệ Nam cũng chưa đứng ra bảo vệ đồng tình với em gái.